Bữa nay có túi mù mô hình con vật nha. Đố mọi người biết cái con này là cái con gì nè. Mọi người có thể cho mình một nút follow đăng ký kênh được không ạ? Mình còn rất là nhiều clip muốn cho mọi người xem. Chia nhỏ ra thôi chứ mẫu nhiều lắm. Bữa nay có túi mù mô hình con vật nha. Đố mọi người biết cái con này là cái con gì nè. Mọi người có thể cho mình một nút follow đăng ký kênh được không ạ? Mình còn rất là nhiều clip muốn cho mọi người xem. Chia nhỏ ra thôi chứ mẫu nhiều lắm. Chơi đố vui nha. Đố mọi người trong cái túi mà mình sắp mở ra đây này là sticker màu hồng hay là màu đen. Nếu mà đoán sai có thể follow đăng ký kênh cho mình được không ạ? Các bạn phải nghĩ luôn cái đáp án từ bây giờ đi, hồng hay là đen. Đừng đợi mình mở ra như thế này và cho mọi người xem đáp án rồi mới đoán thì nó không có nghĩa lý gì hết. Rồi bây giờ xem đáp án rồi đúng không? Bình luận ở dưới là các bạn trả lời đúng hay là sai thôi nhá. Đố các bạn nha, trong cái túi mà mình sóc khui đây này, ngoài sticker ra thì có charm ở trong đấy hay không? Các bạn nhớ nhá, bình luận trước khi mà mình mở. Nếu mà trả lời sai thì có thể follow đăng ký kênh cho mình được không ạ? Lần sau mình bày cho này, khi mà mình chưa mở là các bạn lo dừng màn hình đi, rồi các bạn xuống dưới các bạn bình luận ấy, rồi lên tiếp tục bấm vào màn hình để xem tiếp cái kết quả nhé.